trồng thêm cây xoài, cây bưởi. Là má cứ nhắc chừng, làm gì thì làm, nhớ chừa bụi chuối lại cho tôi nghe. Thời gian hơn 40 năm dài, sao hè bụi chuối mực mà xanh tan lá phấn phơn. Dành phần riêng tư nhưng nào đâu tính cho riêng mình. Mùa xuân đón Tết bữa cơm là không thể thiếu, bánh tét nhà tôi từ lâu được gọi thêm tình má ân cần. Chuyện gói bánh của má tôi được bắt đầu từ buổi tạo lá phất phơ xanh mướt ở sau hè. Đoàn bánh tét đầu năm với bao nhiêu chuyện bộn bề, sự bộn bề nhiều năm đã trở thành cái nếp. Mỗi mùa gió bất về tạo lá thắm xanh hơn, tháng mười mùi nếp mới dậy hương như có cuộc hẹn hò thầm lặng. Bụi chuối ở sau hè như người bạn lâu năm, bởi chuyện gói bánh đầu năm không thể nào thiếu lá. Đoàn bánh tét gài xuân được chăm chút tận tình. Tròn cành góc vuông nhưng phải dài đòn, bàn tay má tôi cẩn thận từng mối cột, không quá chặt mà cũng không thể buông lơi. Tôi thấy từ trong ánh mùa má tôi như gói trả tình thương nồng ấm. Má giữ bàn tay cột cho đều đòn bánh, như thể chia đều tất cả tình thương. Dù cuộc sống có tiến bộ đến đâu thì lá chuối gói bánh tét không có gì thay thế được. Đêm nấu bánh chờ xuân nhìn má cơi bếp lửa như cơi ánh bình minh rực sáng một khung. Hãy
lòng tận tùy thương yêu. Bụi chuối sao hè lặng lẽ suốt cả năm, ngày Tết được lân niu thắm xanh bên chiếc băng. Để con hiểu cuộc đời không thể thiếu những điều nhỏ nhoi nhưng rất diệu kỳ. Thời buổi bây giờ đi mua